Rồi hôm nay em tiếp tục bấm hàng cho anh Đặng Văn Nhẫn rồi. Đặng Văn Nhẫn ở thôn Khe Bá, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Rồi, cái này là của anh Đặng Văn Nhẫn nha. Cái trăng cá 1 tấn BK. BK 1 tấn. Giờ em sẽ để lên cái em thử tải trước rồi hết em kiểm tra trước khi giao đặt nha. Rồi giờ em đã treo nó lên rồi, rồi em sẽ tiến hành xả nhâm nha. Hiện tại nó đút sát rạn luôn, đút hơi sát rồi, và em đã xả nhâm để nó tối giữa rồi, để nó tối giữa ha. Ở đây em bật con tối này lên, để này giữa bật con tối này lên, tay này kéo. Tới em xả chậm ra mình bật đá rồi con chó này ngược lại rồi em xả ra. Rồi rút ngược lại rồi đóng luôn nha.